Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Trời vừa sáng, còn chưa kịp ăn bánh rán thì ông anh đã phải ra biển để đi tìm loài cá độc lạ này, cùng đồng hành với mèo ú, để xem đây là cá gì nhé. Đầu tiên, anh sẽ sử dụng chiếc cần này với hình cá nhỏ để làm mồi câu. Ô đây rồi, cần cong vút như này là đủ biết chiếc cá dưới kia đang chống trả kịch liệt đấy. Đây rồi, lên chơi ông cháu ơi, trông chú mày cũng khá ngon mắt đấy, cứ yên tâm là anh đây không ăn, mà anh cho thứ khác ăn thôi nhé. Bằng bàn tay điêu luyện, anh đi vài đường dao và lọc ra một miếng cá bơn tuyệt đẹp, tuy nhiên, thứ anh cần là phần ruột nhỏ của nó, đây sẽ là miếng mồi béo bở, để anh có thể câu được nhiều cá bơn hơn. Quả đúng là thần kỳ, những con cá dưới biển dễ dàng bị đánh lừa, rằng đó là một con mực nhỏ, và chẳng mấy chốc, anh đã có được kha khá cá bơn, đủ để cho anh có thể bắt đầu đánh bắt loài cá độc lạ ngày hôm nay. Đổi sang một chiếc lưỡi câu lớn hơn, ông anh găm con cá bơn vào đó và từ từ thả xuống nước, rồi chờ đợi. Đây rồi, hello chú em, con cá mập đánh chén con cá bơn ngon lành, nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra có gì đó sai sai. Vì thế nó đã bỏ con mồi, nhưng vẫn bị vướng vào sợi dây câu, con cá mập liên tục quẫy đạp để bỏ chạy, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, mới chén được nửa con cá bơn. Còn chưa kịp no bụng thì đã phải bơi toát hết mồ hôi với mớ dây dợ này, cay cú thật đấy, sau một hồi vật vã trốn chạy, cuối cùng nó cũng thoát được ra khỏi dây câu. Thế nhưng ngay sau đó, một con cá mập khác xuất hiện, tuy cá bơn không phải búp bê, nhưng nó đã muốn húp ngay lập tức. Và rồi, há miệng mắc quay, ông anh trên thuyền cũng cực kỳ hào hứng, thành quả đầu tiên của chuyến hành trình sắp xuất hiện rồi. Dồn hết sức quay tay kịch liệt, cuối cùng con cá mập cũng nổi lên mặt nước. Đây là loài cá mập gai độc, trên lưng nó phần vây to lẫn vây nhỏ trên lưng đều có độc tố. Và chắc hẳn, không ai muốn phải chịu cú chích của nó. Ông anh cẩn thận kéo nó lên, nắm chặt phần vây hai bên rồi nghiến chặt răng mới đưa được nó lên thuyền. Trông nó đang cực kỳ tức giận, thôi chú mày đừng có ra rẻ nữa, đã xấu rồi kết cấu cơ mặt còn độc lạ nữa chứ. Ôi mẹ ơi, xém tí là phần vây chứa độc đã chọc cho ông anh một phát rồi. Một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai, may mắn là nó không làm tay anh bị xước ra, tháo được phần lưỡi câu ra ngoài, ông anh mới kiểm tra con cá mập một chút. Trông cũng có vẻ béo tốt đấy, tuy rằng miệng hơi móm và bụng hơi béo, nhưng cực kỳ tươi ngon. Thôi tạm dừng việc body Samsung em nó, ông anh nhanh chóng lái thuyền quay trở về. Quả view này cũng chất lượng quá ấy nhỉ, nhìn kìa, dưới nước là rất nhiều những con cá nhỏ. Lúc này, ông anh mới quay lại với con cá mập trên thuyền. Có vẻ như con cá đã hẹo rồi, nhưng như thế cũng tốt, việc anh xử lý sẽ không khiến nó đau đớn. Con cá này tuy kích thước không lớn, nhưng quả bụng lại to thế nhỉ. Ông anh cũng không quan tâm quá nhiều, bắt đầu việc xẻ thịt con cá. Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không thể tin được, hóa ra con cá mập này đang mang thai, và đúng lúc này, những con cá mập con đang được sinh ra. Việc này khiến ông anh cảm thấy vô cùng tội lỗi, anh vội mang đến một bát nước và thả hai con cá mập con vào đó, chúng được sinh ra kèm theo một túi trứng. Anh đã hỏi chị Google và được biết chuyện này là hoàn toàn bình thường, vì thế anh mới yên tâm quay trở lại làm ông đỡ đẻ trong ca sinh bất đắc dĩ này. Quả thật nếu biết được con cá đang mang thai, chắc chắn ông anh sẽ thả nó đi rồi, nhưng trong cái rủi cũng có cái xui, à nhầm, cái may. May là những con cá con đã lớn và có thể sinh ra khỏe mạnh như thế này, dù là lần đầu làm chuyện ấy, nhưng anh tỏ ra vô cùng thành thục, đúng là có những chuyện giống như là bản năng vậy. Nhìn xem, lúc này chúng ta đang có 6 con cá mập, chúng đang dần tỉnh táo và bơi lội cực kỳ mạnh mẽ, thử thả trước một em xem nó có thể bơi được không nào. Tuyệt vời, có vẻ như chúng hoàn toàn có thể hòa nhập với môi trường dưới kia, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Ông anh lần lượt tiễn từng con cá đi, miệng liên tục xin lỗi chúng. Con cá cuối cùng tỏ ra vô cùng nóng vội, đừng lo, ai rồi cũng sẽ được đến lượt thôi mà, tạm biệt chú em nhé. Sau khi giải cứu xong đàn cá con, anh quay trở lại, trong ruột con cá đang có gì đó, nhìn này, nó đã vừa ăn thịt một con cá hồi. Nhưng đó chính là cuộc sống tự nhiên, tất cả đều là một mắt xích trong chuỗi thức ăn ngoài kia thôi mà, ai cũng phải ăn để sống. Ông anh đang khéo léo, dùng dao để phi lê được miếng cá ngon ngọt, từ trên lưng, anh cẩn thận đi từng nhát dao, nhẹ nhàng tách lớp thịt trắng mốt ra khỏi xương. Và thế là xong, cơ bản cũng dễ, cứ làm giống như trong video là được nhé các bạn. Bước tiếp theo, họ sẽ loại bỏ phần da nham nhám của cá mập, trích một phần da nhỏ, rồi dùng tay lôi tuột nó ra, tuy rằng nó sẽ lôi luôn cả phần thịt ở bụng cá, nhưng đừng lo. Đó cũng là một phần cần giải quyết, vì lớp thịt ở bụng cá quá mỏng, nên sẽ cần dùng đến dao, để có thể tách nó ra khỏi da. Phần thịt ở bụng cực kỳ béo, nên có giá trị rất cao, tuy nhiên, phần thăn lưng cũng không hề tệ nhé. Vì chưa kịp ăn sáng nên ông anh vô cùng hào hứng, đầu tiên là cho bơ vào chảo, và ướp cá vào một chút gia vị, đến khi bơ đã chảy và sôi lên ùng ục thì thả cá vào trong. Để chúng thấm đẫm trong lớp bơ béo ngậy, mùi thơm lan tỏa kích thích mọi giác quan, đặc biệt với người đang bị đói. Khi đã dán vàng hai mặt của miếng cá, anh vớt nó ra ngoài, đổ dầu xuống biển là một tội ác, vì thế ông anh cẩn thận dùng khăn giấy để làm sạch chảo. Những miếng cá quay trở lại, kèm theo vài giọt chanh, và sau đó là ném từng nắm phô mai vào trong, nghe tiếng xèo xèo là đủ biết độ uy tín rồi.
Lo rằng hai miếng cá sẽ không đủ no, ông anh còn cho thêm hai lát bánh mì vào chảo. Thôi thì nói thật đi, tối qua vì đi nếm thử trà xanh tuy thơm mát nhưng đắng chát, nên ông anh mới đói đến như vậy phải không? Nhìn phần thịt cá này, nó trắng mút như ngọc trinh và vẫn còn mọng nước như thế này, thì có ông anh nào mà không muốn húp ngay cơ chứ? Trông mờ lem thật sự, ông anh đớp ngay một miếng rồi gật đầu lia liệt, tuy rằng vẫn cảm thấy áy náy với lũ cá con, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi. Không thể nào thay đổi khác được, nên anh chỉ có thể cố hết sức để làm điều tốt nhất có thể trong trường hợp này mà thôi. Tâm thiện nhưng miệng hơi hỗn, ông anh vẫn đớp thịt cá không trượt phát nào, hương vị đúng là hết nước chấm. Bạn có muốn thử thịt cá mập không? Nếu có cơ hội thì đừng quên thử xem hương vị của nó như thế nào, theo cách nấu mà ông anh đã chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.